có duyên biết mệnh, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, gặp thời Phất Mạnh, trúng lớn liên tiếp, tiền tiêu ba đời không hết, cực giàu từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tử vi của tuổi Quý Sửu 1973, từ nay cho đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Đây sẽ là một giai đoạn đầy may mắn và cơ hội đột phá, khi các vì sao tốt lành chiếu mệnh, mang đến tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng hoa và cả vận đỏ không ngờ tới. Với sự xuất hiện của sao thiên tài, tuổi Quý Sửu sẽ có cơ hội đổi vận, đặc biệt là trong dịp cuối năm. Đây là thời điểm mà vận may sẽ ập đến bất ngờ, mở ra những cánh cửa tài lộc, đưa quý vị tiến tới những bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Không chỉ là cơ hội để phát tài hay kinh doanh phát đạt, mà còn là lúc quý vị có thể trúng lớn. Có những người đã từng nhận được khoản tiền lên đến 100 tỷ trong thời gian này. Với vận may thiên thời, địa lợi, quý vị làm kinh doanh hãy mạnh dạn triển khai kế hoạch, đẩy mạnh buôn may bán đắt. Còn với những ai đang làm công ăn lương, đây là lúc nỗ lực hết sức để được thăng chức, tăng lương, hãy tận dụng cơ hội này để bứt phá và đổi đời. Vậy, trong những tháng cuối năm 2024, liệu tuổi Tân Quý Sửu có nằm trong danh sách vận may bùng nổ và tài lộc ngập tràn? Hãy cùng đón xem ngay sau đây để khám phá tương lai và chuẩn bị tinh thần cho một năm đầy thành công và thịnh vượng quý vị nhé! Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu 1973. Năm Sửu là năm tượng trưng cho thành công khi đã trải qua bao vất vả, khó khăn. Đa phần họ là người đáng tin, sống có nguyên tắc. Không những vậy mà họ còn làm việc cẩn thận và không biết mệt mỏi là gì. Nguyên tắc nhưng công bằng, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên nếu muốn thay đổi quan điểm của họ thì rất khó khăn. Quý Sửu là những người đáng tin cậy, do đó họ thường là những người lãnh đạo có uy quyền. Tính cách bướng bỉnh không chịu khuất phục ai của họ được che giấu bởi vẻ ngoài đơn giản. Sự thông minh được ẩn dưới lớp vỏ bọc trầm lặng, kiệm lời. Về cơ bản, người sinh năm 1973 khá hướng nội nhưng lúc cần thiết thì họ lại vô cùng dũng cảm, oai hùng. Cuộc sống của những quý cô tuổi Quý Sửu chỉ gặp thuận lợi khi sinh vào mùa đông, các mùa khác thường có phiền muộn và lo âu. Cuộc sống có gặp phải quá nhiều sự khắt khe và khó khăn ở tiền vận phải đến hậu vận thì mới có sự an nhàn và các sự tươi vui. Phần công danh tiền vận chưa có chỉ xuất hiện vào thời trung vận có thể lên cao nhưng đến thời hậu vận thì lại trở về mức bình thường. Sự nghiệp cũng như tiền tài của họ chỉ được tốt đẹp kể từ thời trung vận. Vấn đề tiền bạc khá là thoải mái, có sự dư giả, cuộc sống vì thế cũng được nâng tầm. Sự nghiệp khá là vững chắc và không gặp phải sự đổ vỡ. Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh tang đố mộc, cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc, tân khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển, ông tử vi độ mạng. Số này lúc nhỏ gian nan, lao tâm khổ trí vui chiều buồn mai. Thân phận phải chịu lao đao, tình duyên trễ nải, bằng không đổi đời. Số người thân tự lập thân, tha phương cầu thực gia môn an hòa. Họ hàng như thể người xa, cũng như giá lạnh đám đông điêu tàn. Lúc nhỏ chẳng đặng an thân, hậu vận phú lúc an môn gia hòa. Mùa xuân mới đặng thảnh thơi, thanh nhàn sung sướng đố ai sánh bằng. Cuộc sống tuổi Quý Sửu không được tốt về cuộc đời. Cuộc sống có phần lao đao từ lúc nhỏ, được tạm an nhàn vào những lúc mà tuổi được 36 trở đi. Nhưng chỉ có tạm thời mà thôi, cuộc đời khi chết sẽ bị ly tan sự nghiệp. Tuổi Quý Sửu có mạng làm ăn mau phát triển, nhưng nếu kết duyên với tuổi xấu thì khó mà không hưởng được giàu sang. Làm phúc đức, ăn ở hiền hậu, biết giúp kẻ khó thì sống lâu thêm. Tình duyên, vấn đề tình duyên cũng có nhiều khó khăn, phải thay đổi đôi lần mới hưởng được hạnh phúc. Sanh theo những tháng dưới đây thì sự thay đổi chồng vợ tùy tháng mà có nhiều hay ít. Sanh vào những tháng này thì phải thay đổi tình duyên 3 lần mới ở được, đó là tháng 5, 7, 11 âm lịch. 2 lần thay đổi tình duyên nếu sanh những tháng giêng, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Sanh vào những tháng này thì một vợ một chồng, tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Trên đây là bảng liệt kê để biết số bạn, nếu sanh vào những tháng kể trên mà sự thay đổi vợ chồng cứ theo tháng sanh mà biết được. Gia đạo, công danh, gia đạo ấm êm, không có những việc gì xảy ra quan trọng suốt cuộc đời. Tuy nhiên, lúc nhỏ thì nhiều thắc mắc. Công danh chỉ ở trong mức trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp. Sự nghiệp vững chắc, từ lúc tuổi 38.
tiền tài điều hòa vào những năm 34 trở đi và từ đây không có việc sốt kém về vấn đề này. Tuổi hợp cho làm ăn, tuổi Quý Sửu làm ăn với những tuổi này thì hợp và phát triển mau chóng về vấn đề tài lộc, đó là các tuổi Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi. Lựa chọn vợ chồng, tuổi Quý Sửu kết duyên với những tuổi này rất hợp với đời sống được cao sang quyền quý, giàu tiền giàu của, đó là những tuổi Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Tân Hợi. Tuổi Quý Sửu kết hôn với những tuổi này chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là những tuổi Bính Thìn, Mậu Ngọ, Quý Hợi. Đó là những tuổi hợp về tình cảm mà không hợp về tài lộc, nên sự làm ăn không được tấn phát. Nếu Quý Sửu mà kết duyên với những tuổi này hay hợp tác với những tuổi này thì làm ăn khó khăn, cuộc sống trở nên bần hàn và khổ sở. Đó là những tuổi chỉ hợp về tình cảm mà không hợp về mọi khía cạnh khác, đó là các tuổi Giáp Dần, Canh Thân, Bính Dần. Cưới vợ và những năm này hay sanh rầy rà và sống trong cảnh hẩm hiu xa vắng, đó là lúc ở vào những tuổi 17, 23, 29, 35, 39 và 41 tuổi. Sanh vào những tháng này số bạn phải có nhiều vợ hay có nhiều buồn phiền về việc đàn bà, đó là sanh vào những tháng 1, A, 9 và 12 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, dưới đây là những tuổi đại kỵ trong việc kết hôn cũng như về việc làm ăn, có thể xảy ra tuyệt mạng hay biệt ly, chết vì tai nạn, đó là các tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất. Không nên kết hôn hay kết duyên với hai tuổi này rất hại. Khi kết hôn nhầm tuổi đại kỵ, bạn phải cúng sao giải hạn hàng năm và gian giái, cùng làm nhiều việc công đức, cầu trời, Phật giúp cho tai qua nạn khỏi, có đạo chùa thì cầu nguyện, gian giái ăn ở hiền đức thì được giải nạn. Những năm khó khăn nhất, tuổi Quý Sửu qua những năm khó khăn nhất là khi bạn ở vào số tuổi này, 25, 29, 33 và 37 tuổi. Những năm này quá nhiều khổ trí lao tâm mà lại còn có phần đau khổ về cuộc đời nữa. Khi vượt qua được những tuổi này thì bạn mới có sự nghiệp vững chắc được. Ngày, giờ xuất hành hợp nhất, muốn làm ăn, giao dịch hay giao thương buôn bán, tuổi Quý Sửu hợp nhất ngày chẵn, giờ chẵn và tháng lẻ. Xuất hành đúng theo như trên sẽ thâu được nhiều thắng lợi mà không sợ bị thất bại. Năm 2024 thật sự là một năm đáng nhớ với nhiều biến động lớn đối với người tuổi Quý Sửu 1973. Quý vị đã trải qua không ít sóng gió, từ những thách thức trong công việc đến áp lực tài chính đè nặng trên vai, và đôi khi sức khỏe cũng khiến quý vị lo lắng. Những vấn đề nhỏ về xương khớp, huyết áp có thể đã ghé thăm, tạo nên không ít phiền muộn trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, quý vị chính là biểu tượng của sự kiên trì, nhẫn nại, không bao giờ chịu lùi bước trước nghịch cảnh, giống như con trâu cày ruộng. Dù đất cứng đến đâu, Quý Sửu vẫn bền bỉ đi từng bước vững trải, vượt qua khó khăn để hướng tới mục tiêu cuối cùng. Bản mệnh của quý vị luôn mang trong mình một sức mạnh nội tại, điều này đã giúp quý vị vượt qua mọi thử thách trong năm qua. Từ nay đến cuối năm, bầu trời vận mệnh của quý vị sẽ dần sáng tỏ như một tia nắng ấm áp sau những ngày mưa dài. Những khó khăn sẽ dần tan biến để nhường chỗ cho những cơ hội mới mở ra. Nếu trong những tháng trước công việc của quý vị gặp nhiều bế tắc, thì bây giờ mọi việc sẽ trở nên trơn tru, thuận lợi hơn, các dự án dang dở bắt đầu có tín hiệu khởi sắc, quý vị sẽ nhìn thấy thành quả từ sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Về tài lộc, từ nay đến cuối năm 2024, tuổi Quý Sửu sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, những nguồn thu mới, những cơ hội đầu tư sinh lời bắt đầu xuất hiện. Quý vị có thể sẽ bất ngờ nhận được những khoản thu nhập ngoài dự đoán từ những dự án đã bỏ nhiều công sức trong quá khứ. Đây là thời điểm để quý vị bắt đầu hoạch định kế hoạch tài chính dài hạn, tạo nền móng vững chắc cho sự ổn định trong tương lai. Về gia đạo, gia đình tuổi Quý Sửu sẽ bước vào một giai đoạn bình yên, hòa thuận, con cái trưởng thành, đạt được nhiều thành tựu trong công việc học hành, mang lại niềm tự hào cho quý vị, gia đình sum vầy, cùng nhau chuẩn bị đón Tết trong không khí ấm áp, đầm ấm. Đây là lúc quý vị nên dành nhiều thời gian hơn để kết nối với người thân, chăm sóc bản thân và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Về sức khỏe, mặc dù vận hạn về sức khỏe đã qua, quý vị vẫn cần chú ý đến những vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa và huyết áp. Những tháng cuối năm thường là thời điểm bận rộn, nhưng đừng quên chăm sóc sức khỏe bản thân, đặc biệt là ăn uống khoa học và dành thời gian nghỉ ngơi. Sức khỏe là vốn quý, chỉ khi có sức khỏe tốt thì quý vị mới có thể tận hưởng trọn vẹn những niềm vui của cuộc sống. Tóm lại, từ nay đến cuối năm 2024,
vận mệnh của tuổi Quý Sửu 1973 sẽ bước sang một giai đoạn mới, thuận lợi và tươi sáng hơn. Quý vị sẽ có cơ hội đón nhận nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Từ công việc, tài lộc đến gia đạo, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thay đổi này và đừng quên duy trì tinh thần lạc quan, kiên trì như chính con trâu vững trải trong năm tuổi của mình. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024. Cuối năm 2024, tuổi Quý Sửu 1973 sẽ bước vào một giai đoạn đầy biến đổi tích cực trong sự nghiệp, hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội mà quý vị không thể bỏ lỡ. Sau một khoảng thời gian dài đối mặt với những khó khăn, thăng trầm của cuộc sống, đây là lúc các vì sao may mắn dần tỏa sáng, soi đường và mở ra những lối đi mới cho tương lai. Như người ta vẫn nói, sau cơn mưa trời lại sáng, và với những người tuổi Quý Sửu, năm 2024 chính là thời điểm để quý vị gặt hái thành quả từ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Tuổi Quý Sửu 1973 được biết đến là những người có tính cách chăm chỉ, bền bỉ và luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Trong suốt chặng đường sự nghiệp, quý vị đã trải qua không ít lần gập ghềnh nhưng không bao giờ chùn bước trước thử thách. Chính tính cách ấy đã giúp quý vị trở thành một trong những cung mệnh có khả năng vượt qua nghịch cảnh một cách mạnh mẽ nhất. Và giờ đây, vận mệnh đang đáp lại quý vị bằng những cơ hội vàng, giúp quý vị có thể phát huy tối đa khả năng và kinh nghiệm của mình. Sự nghiệp thăng hoa, cơ hội nối tiếp cơ hội. Bước vào những tháng cuối năm 2024, tử vi chỉ ra rằng quý vị sẽ nhận được nhiều cơ hội mở rộng công việc. Đây có thể là thời điểm mà những cánh cửa mới trong sự nghiệp sẽ được mở ra, cho phép quý vị tận dụng kiến thức và kinh nghiệm tích lũy bấy lâu nay để phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới. Điều đáng chú ý là dù quý vị đang làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào thì sự phát triển mạnh mẽ cũng đang đón chờ phía trước. Đặc biệt, với những ai đang hoạt động trong các ngành liên quan đến kinh doanh và đầu tư, đây chính là thời kỳ bùng nổ với hàng loạt cơ hội tiềm năng. Sao thiên tài chiếu mệnh, mở ra những khả năng lớn cho việc kết nối đối tác, phát triển dự án mới hay thậm chí là nâng cấp những dự án đã có từ trước. Quý vị sẽ thấy mình có thêm nhiều mối quan hệ mới, đồng thời phát triển những quan hệ đối tác chiến lược, tạo tiền đề cho sự thành công trong tương lai. Không chỉ là sự bứt phá trong các mối quan hệ công việc, mà những khoản đầu tư trước đây của quý vị dù có vẻ như chưa mang lại lợi nhuận lớn, giờ đây cũng sẽ phát huy giá trị. Những dự án tưởng chừng như đã chững lại sẽ bắt đầu sinh lời và đưa quý vị tiến xa hơn. Đây là một tín hiệu cực kỳ tích cực, báo hiệu rằng quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng vào những gì đã xây dựng trong quá khứ và tiếp tục khai thác chúng để mở rộng quy mô. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nói về sự nghiệp của tuổi Quý Sửu 1973, cuối năm 2024 không chỉ đơn giản là một giai đoạn phát triển thông thường, mà đó còn là bước ngoặt lớn trong cuộc đời quý vị. Sự bứt phá mạnh mẽ sẽ đến từ khả năng nhìn nhận và tận dụng cơ hội mới. Đây là thời điểm để quý vị tự tin hơn trong việc đón nhận thử thách mới, không ngại thay đổi và không ngần ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới mẻ hơn. Quý vị cũng có thể xem xét việc thử sức với những ý tưởng, dự án sáng tạo hơn, bởi đây là thời kỳ mà khả năng sáng tạo và tư duy đột phá của quý vị sẽ được đẩy lên cao nhất. Đừng ngần ngại, nếu có cơ hội đổi mới trong công việc hay chuyển đổi hướng đi, vì rất có thể, chính sự thay đổi đó sẽ mang lại thành công vượt bậc mà quý vị không ngờ tới. Sự nghiệp của quý vị sẽ không chỉ dừng lại ở mức ổn định, mà thậm chí còn có thể bứt phá lên đỉnh cao mới nếu quý vị biết cách tận dụng cơ hội. Đây là thời điểm mà quý vị cần sự tự tin và quyết đoán, bởi vận mệnh đang ủng hộ quý vị và giúp quý vị tạo nên những thành công vượt trội. Lời khuyên để tận dụng tối đa vận may. Mặc dù vận may đang đến gần, nhưng để tận dụng được tối đa cơ hội, quý vị vẫn cần một kế hoạch rõ ràng và chiến lược hợp lý. Đừng quá vội vàng mà hãy dành thời gian tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định lớn. Như cổ nhân có dạy, dục tốc bất đạt, quý vị nên cân nhắc và thận trọng trước những bước ngoặt lớn để đảm bảo thành công lâu dài. Hơn nữa, giao tiếp và đối ngoại cũng là một yếu tố quan trọng. Đây là lúc quý vị cần mở rộng các mối quan hệ xã hội, tăng cường giao lưu, học hỏi từ những người xung quanh. Việc kết nối với những người có kinh nghiệm và tầm nhìn xa sẽ giúp quý vị có được những lời khuyên quý báu, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai. Tóm lại, cuối năm 2024 chính là thời điểm vận may sự nghiệp của tuổi Quý Sửu 1973 lên đến đỉnh điểm. Những cơ hội vàng đang chờ đón và chỉ cần quý vị tự tin đón nhận, chắc chắn thành công sẽ không còn xa vời. Kiên trì, tỉnh táo và sáng suốt,
Đó là chìa khóa giúp quý vị tận hưởng trọn vẹn vận may và gặt hái thành quả rực rỡ vào cuối năm nay. Phương diện tài lộc. Tài vận của tuổi Quý Sửu trong những tháng cuối năm 2024 được đánh giá là rất rực rỡ. Tiền bạc sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là những nguồn thu nhập thụ động từ các khoản đầu tư trước đó. Những dự án hoặc tài sản mà quý vị đã tích lũy, đã kiên nhẫn chờ đợi, giờ đây sẽ mang về cho quý vị những trái ngọt không ngờ. Những người tuổi Quý Sửu luôn được đánh giá cao về khả năng quản lý tài chính và chi tiêu hợp lý, nên sự giàu có không chỉ đến từ việc kiếm tiền, mà còn từ khả năng quản lý và tích lũy tài sản hiệu quả. Danh tiếng của quý vị trong giới kinh doanh cũng có thể được nâng cao nhờ vào sự thành công và khéo léo trong các dự án mà quý vị đã tham gia. Những tháng cuối năm cũng là thời điểm quý vị có thể cân nhắc việc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Với sự bảo trợ của các vì sao may mắn, đây là giai đoạn cực kỳ thuận lợi để tăng trưởng tài sản. Tuy nhiên, quý vị cũng cần tỉnh táo để tránh những quyết định vội vàng, nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trước khi đưa ra quyết định lớn. Phương diện sức khỏe. Dù sự nghiệp và tài lộc có thuận lợi đến đâu, thì sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng nhất mà quý vị cần chú ý. Sức khỏe của tuổi Quý Sửu cuối năm 2024 khá ổn định, nhưng cũng có một số vấn đề nhỏ cần được lưu tâm. Vấn đề thường gặp của tuổi Quý Sửu là huyết áp không ổn định, có thể gây ra những cơn mệt mỏi hoặc chóng mặt bất ngờ. Đặc biệt là trong những tháng cuối năm, khi công việc bận rộn và cuộc sống gia đình cần nhiều sự chú ý, quý vị nên dành thời gian nghỉ ngơi, tránh để cơ thể làm việc quá tải. Hệ tiêu hóa của quý vị cũng cần được chú ý hơn, đặc biệt trong việc ăn uống và dinh dưỡng. Hãy cố gắng duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, tránh những thực phẩm gây khó tiêu và nên tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày để tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, việc ngủ đủ giấc cũng là yếu tố quan trọng giúp quý vị duy trì tinh thần minh mẫn và năng lượng làm việc. Trong những tháng cuối năm, quý vị có thể sẽ phải đối mặt với những đợt công việc dồn dập, nên việc quản lý thời gian và ưu tiên nghỉ ngơi sẽ giúp quý vị giữ vững phong độ và sức khỏe tốt. Phương diện gia đạo. Gia đạo của tuổi Quý Sửu trong những tháng cuối năm 2024 sẽ bước vào giai đoạn an yên và hạnh phúc. Con cháu trưởng thành, đạt được nhiều thành công trong học tập và công việc, tạo nên niềm tự hào lớn cho quý vị. Đây cũng là thời điểm mà quý vị nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là khi các thế hệ trẻ trong nhà đang bước vào những giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Không khí gia đình sẽ ấm áp hơn bao giờ hết khi quý vị cùng gia đình chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán sắp tới. Những bữa cơm sum họp, những cuộc trò chuyện thân mật sẽ là liều thuốc tinh thần tuyệt vời, giúp quý vị giải tỏa căng thẳng sau một năm bận rộn. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, nếu có thể, hãy sắp xếp thời gian để cùng gia đình tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Điều này không chỉ mang lại phước lành cho quý vị, mà còn là cách tuyệt vời để gắn kết tình cảm gia đình, tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ cho con cháu. Tóm lại, cuối năm 2024 là giai đoạn mà sự nghiệp, tài lộc và gia đạo của tuổi Quý Sửu sẽ cùng tỏa sáng. Với sự hỗ trợ của vận mệnh và thần linh, quý vị sẽ gặt hái được những thành công đáng kể. Đồng thời, duy trì sự ổn định trong sức khỏe và hạnh phúc gia đình, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thành quả xứng đáng mà quý vị đã không ngừng nỗ lực để đạt được. Tử vi các tháng cuối năm 2024, từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch được xem là thời điểm thần tài gõ cửa, mang đến những cơ hội tài chính vô cùng thuận lợi cho tuổi Quý Sửu, đặc biệt những khoản đầu tư từ trước. Những nỗ lực trong công việc sẽ bắt đầu mang lại kết quả, quý vị có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như hoa hồng, thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án đầu tư cũ. Đây là tháng mà quý vị nên mạnh dạn mở rộng kế hoạch kinh doanh, tận dụng vận may tài chính đang ở đỉnh cao để phát triển sự nghiệp. Nếu đang có ý định đầu tư lớn hoặc hợp tác kinh doanh, thì đây là thời điểm lý tưởng để quý vị tiến hành. Tài lộc trong tháng này không chỉ đến từ công việc chính, mà còn có thể từ những khoản thu nhập phụ hoặc những cơ hội bất ngờ. Tuy nhiên, quý vị cần giữ vững lập trường, không để mình bị cuốn vào những cám dỗ tài chính mạo hiểm. Về sức khỏe, tháng này nhìn chung khá ổn định, nhưng quý vị cần cẩn trọng với hệ tiêu hóa. Đây là tháng mà việc ăn uống cần được điều chỉnh, hạn chế thực phẩm khó tiêu hoặc có hại cho sức khỏe. Đồng thời, cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức.
Trong gia đạo, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không khí gia đình hòa thuận, ấm áp. Quý vị có thể cảm nhận được niềm vui từ con cháu, đặc biệt là khi con cái bắt đầu đạt được những thành công đáng kể trong cuộc sống. Tử vi tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng 11 âm lịch là một tháng đầy may mắn đối với tuổi Quý Sửu 1973, khi vận mệnh của quý vị nhận được sự phù trợ từ ơn trên. Đây là thời điểm mà những cơ hội phát triển tiếp tục xuất hiện, giúp quý vị hoàn thành những dự định còn dang dở, công việc sẽ gặp nhiều thuận lợi. Đặc biệt là với những người đang theo đuổi các dự án kinh doanh, đầu tư, thần linh bảo trợ sẽ giúp quý vị có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Hãy tận dụng hết năng lượng và sự nhiệt huyết để hoàn tất những công việc còn tồn đọng. Đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện những dự định dài hạn. Về tài chính, tháng 11 cũng mang đến nguồn thu nhập ổn định, nhưng không nên chủ quan. Quý vị nên tiếp tục theo dõi và kiểm soát tài chính chặt chẽ, đừng quá lạc quan mà dễ dàng tiêu xài hoang phí. Nếu quý vị có ý định đầu tư thêm vào dự án mới, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và đảm bảo rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Sức khỏe của quý vị trong tháng này khá tốt, nhưng nên duy trì chế độ ăn uống điều độ và tập thể dục nhẹ nhàng để đảm bảo sức khỏe bền bỉ cho những tháng cuối năm. Đây là tháng mà quý vị cần chăm sóc tinh thần nhiều hơn, duy trì sự bình tĩnh và thoải mái trong tâm trí. Gia đạo trong tháng 11 tiếp tục êm ấm, các thành viên trong gia đình đoàn kết, hòa thuận. Tuy nhiên, quý vị cũng nên dành thêm thời gian để lắng nghe và chia sẻ với người thân, giúp tình cảm gia đình ngày càng bền chặt hơn. Tử vi tháng 12 âm lịch, tháng Đinh Sửu. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm 2024 sẽ là thời điểm mà vận tài của quý vị bùng nổ, hứa hẹn một cái Tết viên mãn, đủ đầy. Sau một năm dài nỗ lực, quý vị sẽ gặt hái được những thành quả tuyệt vời. Đây là lúc để tận hưởng thành công và chuẩn bị cho một năm mới đầy hy vọng. Tài lộc trong tháng này đến từ nhiều nguồn, từ công việc chính, đầu tư cho đến những món quà bất ngờ từ người thân hoặc đối tác. Đây là lúc quý vị cảm nhận được sự trọn vẹn của thành công. Nhưng cũng không quên dành một phần tài lộc để chia sẻ với những người khó khăn hơn, để tích thêm phúc đức cho bản thân và gia đình. Về sức khỏe, tháng 12 âm lịch đòi hỏi quý vị phải chú ý hơn đến chế độ nghỉ ngơi. Đừng để công việc cuối năm khiến cơ thể quá tải, hãy cân bằng giữa làm việc và thư giãn. Quý vị có thể dành thời gian cho các hoạt động thư giãn tinh thần như thiền, yoga hoặc đọc sách để tái tạo năng lượng. Gia đình trong tháng này vô cùng hòa thuận, các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, chuẩn bị cho một cái Tết đoàn viên, không khí gia đình ấm cúng, con cháu đều thành đạt, mang lại niềm tự hào và hạnh phúc cho quý vị. Đây là lúc quý vị có thể tận hưởng thành quả của cả năm và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong dịp Tết Nguyên Đán. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Cuối năm 2024, dù vận mệnh của tuổi Quý Sửu 1973 có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn cần lưu ý một số vận hạn nhỏ để đảm bảo cuộc sống suôn sẻ, tài lộc dồi dào và gia đạo êm ấm. Để hóa giải những vận hạn này, quý vị có thể thực hiện một số phương pháp sau. 1. Cúng bái, lễ lạc và làm việc thiện. Cúng bái và lễ lạc là những phương pháp truyền thống để hóa giải vận hạn, đồng thời cũng là cách tạo thêm phúc đức cho gia đình. Vào dịp cuối năm, tuổi Quý Sửu nên sắp xếp thời gian để cúng lễ tại gia hoặc tại đền chùa. Những lễ cúng nhỏ, chân thành sẽ giúp cân bằng năng lượng, thu hút những điều may mắn. Làm việc thiện cũng là một cách hiệu quả để hóa giải vận hạn. Quý vị có thể tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo khó, ủng hộ các chương trình từ thiện, cộng đồng. Những việc thiện dù nhỏ nhưng khi làm với tấm lòng chân thành sẽ giúp quý vị tích thêm phước đức, tạo nên sự an lành cho bản thân và gia đình. 2. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Phong thủy luôn đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng và tránh những điều không may. Tuổi Quý Sửu 1973 có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp để hóa giải vận hạn. Chuỗi dòng đá phong thủy. Tuổi Quý Sửu nên sử dụng các loại dòng đá có màu sắc hợp mệnh như đá mã não đỏ, thạch anh tím hoặc đá mắt hổ vàng. Những loại đá này không chỉ giúp hóa giải năng lượng xấu mà còn mang lại sự bình an, may mắn và cải thiện sức khỏe. Vật phẩm mang tính bảo hộ. Các vật phẩm phong thủy như tỳ hưu, kỳ lân hay thiềm thừ cũng rất phù hợp để đặt trong nhà hoặc nơi làm việc. Chúng sẽ giúp thu hút tài lộc, tránh khỏi các tai ương, đồng thời mang lại sự vững chắc cho gia đình.
3. Tránh mang theo vật không tốt trong ví. Để đảm bảo tài lộc luôn dồi dào và tránh những vận xui không đáng có, tuổi Quý Sửu cần đặc biệt lưu ý không nên mang theo những vật không tốt trong ví. Đó có thể là những vật như đồ vật sắc nhọn. Những vật này không chỉ mang năng lượng xấu mà còn dễ gây tổn thương, cản trở vận khí. Gương dở hoặc đồ đã hỏng. Những vật này đại diện cho sự đứt gãy, tan dở. Nếu mang theo sẽ khiến tài lộc không trọn vẹn, dễ hao tổn về mặt tài chính và sự nghiệp. Các hóa đơn nợ nần. Những tờ hóa đơn thể hiện sự chi tiêu không kiểm soát, mang năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính. Thay vào đó, quý vị nên đặt vào di các vật phẩm phong thủy may mắn như tờ tiền lì xì đỏ, đồng xu may mắn để thu hút tài lộc và bình an. 4. Chọn cây cảnh phong thủy phù hợp với tuổi Quý Sửu 1973. Bên cạnh các vật phẩm phong thủy, việc chọn cây cảnh phong thủy phù hợp với tuổi Quý Sửu 1973 cũng là một cách giúp gia tăng tài lộc, hóa giải vận hạn. Cây xanh không chỉ mang lại năng lượng tươi mới cho không gian sống mà còn giúp điều hòa phong thủy, cải thiện khí vận trong nhà. Cây kim ngân được xem là cây phong thủy mang lại tài lộc, phú quý, rất phù hợp với tuổi Quý Sửu. Đặt một chậu cây kim ngân trong phòng khách hoặc nơi làm việc sẽ giúp thu hút tài lộc và vận may. Kim ngân có khả năng cân bằng năng lượng, mang lại sự hài hòa và đặc biệt là giúp người tuổi Quý Sửu có sự ổn định về tài chính. Cây phú quý. Cái tên đã nói lên tất cả, cây phú quý mang lại sự giàu sang và thịnh vượng. Người tuổi Quý Sửu nếu trồng cây này trong nhà sẽ không chỉ cải thiện vận tài, mà còn có thể gia tăng sự hưng thịnh và may mắn trong sự nghiệp. Cây phú quý có sắc đỏ và xanh lá, rất hợp với mệnh của Quý Sửu, giúp thu hút nhiều vận may. Cây lưỡi hổ. Lưỡi hổ không chỉ có khả năng thanh lọc không khí mà còn giúp xua đuổi tà khí, xua tan vận đen. Đặt cây này trong nhà sẽ giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều không may, đặc biệt là những năng lượng tiêu cực từ bên ngoài. Người tuổi Quý Sửu có thể đặt cây lưỡi hổ ở gần cửa ra vào hoặc trong phòng khách để cải thiện phong thủy và bảo vệ tài lộc. Cây đế dương. Đây là loài cây tượng trưng cho quyền lực và sự uy nghiêm, rất hợp với người tuổi Quý Sửu trong việc củng cố địa vị và danh tiếng. Đặt cây đế dương ở nơi làm việc sẽ giúp quý vị có thêm năng lượng tích cực, cải thiện vận may và tạo ra những cơ hội phát triển sự nghiệp. 5. Điều chỉnh không gian sống và làm việc. Cuối năm cũng là thời điểm quý vị nên xem xét lại bố cục không gian sống của mình. Phong thủy nhà cửa ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc và vận hạn. Tuổi Quý Sửu nên chú ý sắp xếp lại nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, tránh để những vật dụng cũ kỹ, hỏng hóc trong nhà vì chúng mang năng lượng xấu. Quý vị có thể bố trí thêm bể cá phong thủy hoặc thác nước nhỏ trong nhà để tạo sự luân chuyển năng lượng, giúp tài vận lưu thông tốt hơn. Lời dạy của cổ nhân về sự an vui tuổi già. Cổ nhân có câu, làm nhiều, nghĩ ít thì an lạc. Đây là một lời dạy quý giá cho tất cả chúng ta, đặc biệt là khi bước vào tuổi già, lúc mà cuộc sống cần được nhìn nhận dưới một góc nhìn khác, bình yên hơn và thanh thản hơn. Với người tuổi Quý Sửu 1973, đây là thời điểm quan trọng để quý vị giữ tâm hồn thanh tịnh, sống chậm lại và chú ý đến sức khỏe, gia đình và những giá trị tinh thần. Bằng cách này, quý vị có thể tìm thấy sự an lạc trong tâm trí và cảm nhận được hạnh phúc thực sự. 1. Buông bỏ những lo toan vật chất. Trong suốt cuộc đời, tuổi Quý Sửu đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Quý vị là những người kiên trì, bền bỉ, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để đạt được sự ổn định về tài chính và gia đạo. Nhưng khi bước vào giai đoạn tuổi già, quý vị nên học cách buông bỏ bớt những lo toan về vật chất. Cổ nhân đã dạy rằng, người sống vì tiền sẽ khổ vì tiền, người sống vì tình sẽ vui vì tình. Tài sản vật chất dù quan trọng, nhưng đến cuối cùng, giá trị thực sự nằm ở sức khỏe và gia đình. Quý vị nên tập trung vào những điều quan trọng hơn như niềm vui bên con cháu, sự bình an trong gia đình và mối quan hệ hòa thuận với người thân. Đây mới chính là kho báu thật sự mà quý vị cần giữ gìn. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là học cách chấp nhận và không để những điều ngoài tầm kiểm soát ảnh hưởng đến tâm trí. Người tuổi Quý Sửu với tính cách kiên định và cứng rắn, đôi khi cần học cách linh hoạt hơn, biết đâu là đủ để tránh việc đẩy bản thân vào những áp lực không cần thiết. 2. Chăm sóc sức khỏe là chăm sóc tương lai. Sức khỏe là tài sản vô giá. Khi tuổi già đến, cơ thể không còn như trước, sức khỏe dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và các yếu tố bên ngoài.
Cổ nhân thường nhắc nhở rằng có sức khỏe là có tất cả, đặc biệt với tuổi Quý Sửu, việc giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần cần được đặt lên hàng đầu. Quý vị có thể bắt đầu với những thói quen lành mạnh như duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế thực phẩm có nhiều dầu mỡ, đường, thay vào đó là bổ sung rau xanh, hoa quả và các loại thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa và xương khớp. Tập thể dục nhẹ nhàng, những bài tập như thiền định, yoga hoặc đi bộ hàng ngày sẽ giúp quý vị duy trì sức khỏe, đồng thời cũng giúp thanh lọc tâm trí. Ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá lo lắng về những việc ngoài tầm kiểm soát, bởi sức khỏe tinh thần ảnh hưởng rất lớn đến thể chất. Như cổ nhân có dạy, sống khỏe không chỉ là sống lâu, mà là sống thật sự có ý nghĩa. Sức khỏe tốt không chỉ giúp quý vị kéo dài tuổi thọ, mà còn giúp tận hưởng những niềm vui bên con cháu và gia đình. 3. Giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình. Trong văn hóa Á Đông, gia đình là cốt lõi của hạnh phúc. Tuổi Quý Sửu 1973 với tính cách cần mẫn, trách nhiệm, luôn quan tâm đến gia đình và con cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc lớn nhất trong sự hòa thuận, đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình. Cổ nhân có câu, gia hòa vạn sự hưng, có nghĩa là khi gia đình êm ấm, hòa thuận, mọi việc trong cuộc sống sẽ suôn sẻ. Điều này càng đặc biệt đúng khi tuổi già đến, những bữa cơm sum họp, những buổi trò chuyện thân mật sẽ là liều thuốc tinh thần quý giá. Quý vị cũng nên nhớ rằng, sự hòa thuận trong gia đình không phải tự nhiên mà có, nó đến từ sự chia sẻ, lắng nghe và cảm thông lẫn nhau. Vai trò của người lớn tuổi trong gia đình rất quan trọng, quý vị cần phải là tấm gương về lòng bao dung, nhẫn nại để tạo không khí đầm ấm cho các thế hệ sau. 4. Sống đơn giản, tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé. Trong cuộc sống hiện đại, có quá nhiều điều khiến con người bị cuốn vào dòng xoáy của tiền tài, danh vọng. Nhưng khi bước vào tuổi già, quý vị nên học cách sống đơn giản hơn, tập trung vào những niềm vui từ những điều nhỏ bé xung quanh. Cổ nhân từng nói, chi túc thường lạc, biết đủ là luôn vui. Đôi khi, chỉ cần ngồi ngắm một chậu cây xanh, nghe tiếng chim hót buổi sáng hay trò chuyện cùng người thân cũng đã đủ mang lại niềm hạnh phúc. Tuổi Quý Sửu 1973 với tính cách thận trọng và tỉ mỉ, sẽ dễ dàng nhận ra vẻ đẹp trong sự giản dị này. Đừng quá lo lắng về những điều lớn lao, hãy tận hưởng những khoảnh khắc yên bình và thảnh thơi mà cuộc sống mang lại. 5. Học cách buông bỏ và tha thứ. Một trong những bài học lớn của cổ nhân đó là buông bỏ những hận thù, oán giận để tâm hồn được thanh thản. Tuổi Quý Sửu 1973 sau nhiều năm sống và làm việc, có thể đã gặp không ít người hay việc làm mình không hài lòng. Nhưng khi tuổi già đến, quý vị nên học cách tha thứ, không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. Buông bỏ không có nghĩa là quên đi mà là chấp nhận những gì đã qua, để không còn bận lòng với những điều tiêu cực. Nhờ vậy, tâm hồn quý vị sẽ trở nên bình yên và nhẹ nhõm hơn. Đừng để những chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, bởi sự an lạc chỉ đến khi tâm trí thực sự buông bỏ được những lo toan không cần thiết. Khi đã học cách buông bỏ, sống đơn giản và tận hưởng niềm vui bên gia đình, tuổi Quý Sửu sẽ tìm thấy sự an lạc và hạnh phúc thực sự trong tuổi già. Những giá trị tinh thần như tình yêu thương, lòng bao dung và sự kiên nhẫn sẽ giúp quý vị sống vui vẻ, khỏe mạnh và trọn vẹn. Tử vi của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, từ nay đến Tết 2025 thực sự mang đến những cơ hội lớn và vận may không thể bỏ lỡ. Với sự kiên trì, nỗ lực, bền bỉ của quý vị, mọi khó khăn sẽ dần được hóa giải, mở ra một tương lai sáng lạng cả về sự nghiệp, tài lộc lẫn gia đạo. Hãy chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng đón nhận những thay đổi tích cực đang đến gần. Nhưng đừng quên, bên cạnh sự thuận lợi trong tử vi, điều quan trọng nhất vẫn là việc quý vị giữ vững tinh thần lạc quan, làm nhiều việc thiện và duy trì sự hòa thuận trong gia đình. Đây chính là chìa khóa giúp quý vị không chỉ đạt được thành công về mặt vật chất, mà còn có được hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Nếu quý vị cảm thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại bấm like và share để nhiều người khác cũng có cơ hội tiếp cận với những kiến thức tử vi giá trị này. Đặc biệt, hãy đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ dự đoán tử vi nào trong tương lai. Kênh chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho quý vị những thông tin chi tiết và cập nhật nhất về tử vi, phong thủy và những lời khuyên hữu ích cho cuộc sống. Xin chúc quý vị một năm mới thật nhiều may mắn, an khang và thịnh vượng. Mong rằng quý vị luôn gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp, gia đạo êm ấm và đón nhận tài lộc dồi dào trong suốt năm 2025.
hãy giữ tinh thần lạc quan và chuẩn bị cho một năm rực rỡ và viên mãn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.